xin chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh youtube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tính toán và thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng nha các bạn. Thì để hướng dẫn các bạn làm cái đồ án môn học chi tiết máy thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu một số cái thí dụ và cụ thể hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái thí dụ trong sách của thầy Nguyễn Hữu Lộc đây các bạn. À, thí dụ này nè. Thí dụ này là thí dụ 6.1 nằm ở cái trang 257 ha của sách cơ sở thiết kế chi tiết máy á và các bạn có thể bấm nó vô ở cái số là 248 đây quyển này cơ sở thiết kế chi tiết máy của thầy Nguyễn Hữu Lộc nè đó thì cái ví dụ nó nằm ở 248 nha đó đây ví dụ này nè các bạn ví dụ 6.1 nè đó thì số trang nó là 257 nha nhưng mà cái file này mình muốn tìm nhanh đó mình gõ vô 248 nha cho nên là tôi đã lọc ra sẵn đây cho các bạn nè đó, cái dấu trong ngoặc này chính là cái số các bạn cần đánh vô ha cái chỗ này nè đó cho nó nhanh đây là ví dụ đó này các bạn. nha. Và tôi đã copy sẵn cái ví dụ này ra trên cái file này. Đồng thời tôi chèn những cái công thức để giải thích nhanh cho các bạn. Đây. Người ta cho cái hình như hình này các bạn, hình này là hình 3.1 nha, nằm ở cái trang là 84. Hoặc các bạn có thể gõ vô là số 75 nha. Đây hình này là hình 3.1 nè. Đó. Thấy chưa? Ở đây có một cái động cơ nè truyền bộ truyền đai nè đó, qua cái trục số 1 nè rồi từ trục số 1 này truyền lên trục số 2 qua cái bộ truyền bánh răng thẳng này các bạn rồi qua xích và truyền qua trục số 3 đó thì người ta cho cụ thể ha, các cái thông số nè đầu tiên á, là cái tuổi thọ này các bạn ha, là làm việc à, trong vòng 8.000 giờ đó. và giả sử cái à, tải trọng thay đổi à, theo bậc à, T1 bằng T T2 bằng 0,6 T T3 là 0,4T và thời gian là T1 là 0,3T chu kỳ T2 là 0,3T chu kỳ và T3 là 0,4T chu kỳ thì những cái này tôi sẽ giải thích rõ hơn ở những cái phần kế tiếp các bạn à. rồi à, Đầu tiên á thì mình đi tính một số cái thông số như sau. Nếu bộ truyền kính á hợp giảm tốc được bôi trơn tốt nè thì dạng hỏng chủ yếu là chốc rỗ bề mặt răng. Và ta tiến hành tính toán thiết kế theo cái ứng sức tiếp xúc. Đầu tiên á là mình đi tính cái men xoắn trên cái trục của bánh dẫn ha là T1 đó. Thì cái này á các bạn sẽ xem thêm ở cái ví dụ là 3.1 ở cái trang 115. À, à, thì các bạn có thể gõ vô là 106 à, Lý do vì sao Vì cái ví dụ này nè các bạn Người ta lấy tiếp à, Cái kết quả tính của cái ví dụ 3.1 Ở cái trang 106 Thì nó sẽ à, tính ra được cái bảng này nè Đây để mở cho các bạn xem nha Các bạn gõ vô 106 nha Những cái quyển sách này tôi sẽ đứng kèm Ở dưới cái đường link cho các bạn thì dễ theo dõi Đây 106 nè Đây các bạn đây các bạn coi cái ví dụ này trước nha tại vì cái ví dụ này nó sẽ tính ra được các cái thông số này đó thì người ta tận dụng cái kết quả của cái bảng này đó tức là từ cái động cơ qua trục một nè đó thì những cái thông số trên trục một là người ta lấy ở cái bảng này nha yeah, và tôi đã copy cái bảng này qua đây để đây cho các bạn xem đây đó bây giờ như vậy là gì các bạn nên xem thêm cái ví dụ 3.1 này trước nha rồi các bạn hãy xem cái ví dụ này Thì cái moment trên cái trục 1 nè Moment sẵn trên trục 1 người ta tính ra đây là 181385 nè Đó mình thừa hưởng cái này Và cái tỷ số truyền U là 2.5 nè Truyền từ trục 1 qua trục 2 nè các bạn Đây um, truyền từ trục 1 qua trục 2 Mình đang đi tính toán và thiết kế cái bộ diện bánh răng này nè Là nó truyền từ trục 1 qua trục 2 nè thấy chưa Rồi và cái số vòng quay các bạn Số vòng quay của cái trục 1 là 298 nè Đó 298 là trên trục này nè, đó, tức là bánh chủ động nè các bạn. Rồi, bước thứ hai các bạn là mình đi chọn vật liệu cho bánh dẫn và bánh bị dẫn. Thì ở đây á để chọn vật liệu thì ở đây người ta chọn trong cái ví dụ này người ta chọn là thép 45 nha các bạn. Ở trong này người ta đánh là thép 45 chrome này. Nó chưa chính xác nha các bạn. Ở đây là thép 45, tức là C45 đó và được tôi cải thiện nha thì à từ cái phụ lục 5.2, phụ lục 5.2 này á trong cái quyển sách này nó không có nha các bạn. Đó, à, phụ lục 5.2 này á thì các bạn tìm đọc ở cái quyển là bài tập chi tiết máy á cũng của thầy Nguyễn Hữu Lộc á, nó nằm ở cái um, trang là 394. Đó, à, hoặc là các bạn có thể gõ vào là 199 thì nó sẽ có bản này nè, bản 5.2 này nha. Rồi. Và ở đây á người ta chọn nè, cái bánh răng 1 á các bạn, người ta chọn là thép C45. Đó, và tôi cải thiện nè, độ cứng HB này các bạn nó dao động từ 241 đến 285 nè. Đó, và người ta chọn giá trị cụ thể đó là 250 nè. Đó thấy chưa 241 đến 285 thì người ta chọn 250 nè rồi cái bánh răng hai các bạn tức là bánh bị động đó thì cũng là tôi cải thiện luôn và độ cứng nó nó thấp hơn ha nó thấp hơn một bậc so với là cái bánh răng một đó là từ 192 cho đến 240 nè và cụ thể người ta sẽ chọn là 228 đó, thì nhiều bạn đọc chỗ này sẽ không hiểu nè ở đâu nó ra cái giá trị này nè đó, và thép 45 cờ rơm này ở đâu có ở trong cái bảng này nó không có nè đó, thì ở đây người ta đánh máy bị nhầm nha các bạn ở đây là thép uh, C45 nha các bạn rồi tiếp theo mình qua cái bước thứ ba các bạn đó là mình đi tính cái uh, số chu kỳ làm việc cơ sở thì uh, để tính cái số chu kỳ làm việc cơ sở này á uh, mình sẽ có công thức này tức là NHO1 sẽ bằng là 30 HB1 mũ 2,4 đó uh, thì các bạn có thể xem cái công thức này ở cái trang là 222 hai. Uh, đây hoặc là các bạn có thể gõ vào là 213 đây gõ vào đây nè 213 đó, thì các bạn đọc thêm lý thuyết phần lý thuyết này nha. Đây nè các bạn, đó NHO nè, đó thì các bạn có thể à, đọc thêm lý thuyết cái phần này. Đó, ở đây tôi chỉ hướng dẫn và giải thích các bạn hiểu thôi, còn cái phần lý thuyết thì các bạn phải đọc thêm nha. Thì ở đây á à, dựa vào công thức này á, ta có nè, 30 viết lại nè, thấy chưa? À, HB1 á, HB1 mình vừa mới chọn là 250 nè. Đó, mình sẽ bấm máy tính ra. Đây, để tôi bấm máy tính lo cho các bạn xem luôn nè. 30 nè, đúng không? Nhưng cho HB của mình là 250. Đó, và mũ máy Mũ 2,4. Đó, bằng nè. À, ở đây là các bạn thấy mấy con số đây 78 con là ba con là 17 nhưng cho 10 mũ 6 nếu mà mình dịch qua dấu phẩy nữa là 1,7 ha nhưng cho 10 mũ 7 đó, số này đúng nha tiếp tục như vậy mình tính cho cái n uh, 2 thì NHO2 thì mình chỉ thay đổi cái HB thôi Ở đây cái HB của mình á Là 228 Đó bằng nè nó khoảng 1.368 này thì mình có thể làm tròn Là 1 37 nhân 10 17 đó. Rồi sau khi mà tính được cái số chu kỳ làm việc cơ sở của NHO1 và NHO2 rồi á, mình đi tìm cái số chu kỳ làm việc cơ sở của cái thằng NFO1 và NFO2 ha. NFO1, NSO2 là số chu kỳ làm việc cơ sở mà tính theo cái à, bình uống nha các bạn. Thì ở đây á các bạn sẽ tìm ở cái trang 216 các bạn nha. Đây. phía cuối à, cuối của cái trang đó. Đây nha yeah. 200 ở đây 227 226 đây nè đó thì cái số chu kỳ cơ sở á, thông thường á, mình lấy sẽ là n f 0 này nè bằng 5 x 10 mũ 6 nè đó đối với tất cả các loại thép nè đó thì ở đây là người ta lấy 5 x 10 mũ 6 nè các bạn thấy không rồi tiếp theo ta qua cái bước thứ tư đó là mình đi tính cái số chu kỳ làm việc tương đương và xác định theo cái uh, sơ đồ tải trọng thì ở đây nó có công thức nè các bạn là NHE1 thì bằng nguyên cái cụm này. Đó thì mình sẽ đi lần lượt đi tìm những cái thông số trong đây và mình ráp vào để mình tính. Đó. Đầu tiên á, đây là 60 ha. C, C là gì? C là cái số lần ăn khớp của bánh răng trong một vòng quay. Ví dụ này các bạn để giải thích nè. Ví dụ tôi xét một cái răng nào đó trên đây, khi nó quay đúng một vòng thì cái răng đó nó chỉ ăn khớp với cái bánh răng dưới này một lần thôi. Còn ví dụ như tôi xét một cái răng của cái bánh này, thì khi cái bánh răng này quay đúng một vòng á, cái răng màu đỏ này nè nó sẽ tiếp xúc với bánh răng dưới này một lần và tiếp xúc bánh răng trên này một lần nữa có nghĩa là sau một vòng quay á, thì cái băng đỏ của cái bánh răng số 1 này nè, nó sẽ ăn khớp hai lần Đó, tương tự như vậy đối với bên đây cũng vậy thì cái bánh răng một này nè răng của nó sau khi cái bánh răng nó quay một vòng thì nó sẽ ăn khớp ba lần ha ứng với ba cái bánh răng này trong trường hợp cái đề của mình á, nó sẽ là bằng một à, c này nó sẽ bằng một đây các bạn c này bằng một nè thấy không 60 c nè thấy chưa tiếp theo mình sẽ đi tính các cái thông số này để mình ráp vào hệ số 1 mh chia cho 2 thì ở đây á, mh là gì là cái bực của đường cong mỗi và đối với cái này á, thì nó có giá trị bằng 6 nha 6 chia 2 là ra 3 là nó các bạn thấy cái mũ này tại sao mũ 3 là thấy chưa? bây giờ mình xét đến cái thằng n này đi nha n này á là 298 đây các bạn n1 là 298 là từ cái bảng mà từ đầu mình thấy đó ha ở cái trang 116 nha các bạn có thể xem lại đây cái cái trục cái này nè trục số 1 này nó quay với tốc độ là 298 là đó cho nên n này là à, 298 nè rồi ti chia t mắt này nè đây ví dụ như cái uh, sơ đồ của mình đây nè các bạn à, ở đây cái t là lớn nhất nè đó thì ví dụ như đây là t1 nha t1 thì cái thời gian của nó là 0,3 t chu kỳ đó, từ đây tới đây là một chu kỳ nè đó, đó rồi T2 là 0,3 T chu kỳ và T3 là 0,4 T chu kỳ đó cộng 3 thằng này lại nó ra đúng là một một chu kỳ nè và cái độ lớn của cái moment men này nè ha nó sẽ khác nhau thì ở đây mình xét ở cái giai đoạn đầu nè đó thì lấy T chia T nè tại vì cái này là lớn nhất đúng không lấy T1 chia cho T mắt T mắt cũng chính là T1 luôn T chia T nè mũ 3 lên mũ 3 lên là mình vừa mới giải thích đây nè ha 6 chia 2 là 3 nè đó rồi nhưng cho à, các bạn thấy không này trên này rồi ở ngoài đây nó có cái ti nè đó, Ti là t1 nè nhưng cho t1 nè Rồi tiếp tục mình cộng cho Đến cái cụm thứ hai nè Cụm thứ hai á là 0.6t nè à, Mà chia cho tmax mắc, tmax mắc là t nè Có nghĩa là 0.6t chia t đó là nó sẽ ra là 0.6 nè à, Thằng này 0.6t chia t nè Mũ 3 lên nè đó, mũ 3 lên nè Rồi nhân cho cái thằng t2 đó. Tiếp theo là cái thằng 0.4t nè đó mình chia cho T này là T nè. Đúng không? Đó, mũ 3 lên nè, tất cả mũ 3 lên nè. Rồi nhân cho T3 nè. Rồi bây giờ mình sẽ thấy số cụ thể nè các bạn. Đây các bạn mình tính cho NHE 1 trước nha. 60 viết lại nè. 1 viết lại nè. N1 là 298 nè. Đó, thằng này với thằng này đơn giản một nè. không? T với T, T là thành 1 nè, 1 mũ 3 nè. Đó thằng T1 này các bạn nhìn vô đây nha. T1 này nè T1 là 0,3 T chu kỳ Vậy mình sẽ tất cả những cái này đều là có T chu kỳ hết các bạn thấy không Ở đây là 0.3 T chu kỳ T2 là 0,3 T chu kỳ T3 là 0,4 T chu kỳ Tất cả đều có T chu kỳ hết Mình đặt cái T chu kỳ ra ngoài Đặt cái T chu kỳ ra ngoài Vậy ở trong đây còn lại là 0,3 nè à, 0 0,3 của con này nè Thấy Rồi ở đây là T với T đơn giản 0,6 viết lại nè Mũ 3 nè Rồi T2 là 0,3 T chu kỳ nè vậy mình lấy 0,2 mình đẩy cái t chu kỳ ra ngoài đặt nhân tử chung đó các bạn rồi tiếp theo là t với t này đơn giản nè bây giờ còn lại 0.4 mũ 3 nè và cái t3 này á, là 0,4 t chu kỳ nè đó, mình lại lấy 0,4 thôi mình đẩy cái t chu kỳ ra ngoài như vậy là gì mình sẽ có một cái tổng tổng t chu kỳ nha đây các bạn thấy không cái sigma đầu nè đó, tổng các cái t chu kỳ mà tổng các cái t chu kỳ có phải là tuổi thọ ha làm việc của cái bộ chì này hay không nó chính là thằng LH nè đó cho nên cái 8.000 này nhiều bạn không hiểu ở đâu ra nè 8.000 này chính là đề người ta cho là cái tuổi thọ nè giờ, rồi mình sẽ thực hiện bấm máy tính à, các bạn thể thử bấm máy tính đi nha thì nó sẽ ra là 5,6 x 10 mũ 7 chu kỳ tương tự như vậy mình sẽ tính cho cái thằng NE2 mà nó cái hai này á mình có thể tính giống thằng này có nghĩa là mình sẽ thay cái thằng N1 này nè đó, bằng cái N2N2 N2 là 119,2 nè thay vô đây mình bấm số ra nó ra cái số này. Đó, mấy cái số sau này vẫn giữ nguyên. Đó, hoặc là mình có thể tính thông qua cái gọi là cái tỷ số chiền. nhe 2 này nó sẽ bằng nhe 1 mà chia cho U. Đây tôi bấm máy tính thử cho các bạn xem này nha. NH1 mình tính ra là 5,6 đúng không? Như 10 mũ 7 đúng không? Đó, mình chia cho U. U của mình hiện giờ là 2,5 nè. Đó, mình chia cho 2.5 coi bằng nè đó nó ra là 2,24 là đó thấy chưa có hai cách tính nha các bạn tới đây nó có hai cách tính một là mình thế uh, cái n2 là bằng 119,2 vô chỗ này mình bấm máy tính ra hoặc là mình tính NHE2 thông qua cái tỷ số truyền bằng cách là mình lấy NHE1 mình chia cho U nó cũng ra uh, bây giờ mình sẽ đi tính cái NFE nha thì uh, công thức tính NFE nè các bạn đây công thức này và các bạn có thể xem công thức này ở cái trang 227 nha Đó. hoặc các bạn có thể đánh vô là 218 nè 218 nè đây nè các bạn thì đối với NFE này nè nó tính theo công thức này nè và các bạn lưu ý cái hệ số mũ này hệ số mũ này chính là MF MF này nó bằng 6 á khi mà cái độ rắn á, HB này nè nó nhỏ hơn 350 HB nha Còn nếu mà nó lớn hơn à 350 á thì MF này bằng 9. Trong trường hợp của mình á, là nó nhỏ hơn 350 cho nên mình chọn là 6 nè, các bạn thấy là 6 không? Rồi. À, lần lượt mình ráp cái số vô nè các bạn. Đây 60 viết lại nè nha, 60 nè. Đó C là cái số lần ăn khớp thì đã phân tích hồi nãy rồi. À, đối với bộ truyền mình thì cái kiểu của mình là chỉ có một lần ăn khớp sau một vòng quay thôi. Rồi tiếp theo là thằng hàng này. Thằng này chính là N này các bạn. À, N này là 298 nha các bạn không có số 2 này à, tới là t y chia cho t mắt cái đoạn đầu tiên nè là t y với t mắt này bằng nhau ha cho nên là hệ số này là một nè đó và mũ 6 nè nhưng cho t một nhỏ đó là 0,3 t chu kỳ ha mình lấy 0,3 mình đẩy cái t chu kỳ ra ngoài rồi tiếp theo cái đoạn số 2 này là 0,6 t chia cho t đó là bằng 0,6 nè mũ 6 lên nè đó thằng này trên này nè đó và nhân cho cái uh, thời gian này là 0.3T chu kỳ. Đó thì mình lấy 0.3 thôi mình đưa cái T chu kỳ ra ngoài. Tiếp theo cái đoạn số 3 này nè là 0.4T chia cho T là ra 0.4 mũ 6 nè. Đó nhân cho cái uh, thời gian nè là 0.4T chu kỳ nè. Rồi tổng các cái T chu kỳ ở đây á nó sẽ ra là tuổi thọ của cái bộ truyền của mình nè. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ bấm máy tính. Đây, thì bấm máy tính thử cho các bạn xem nha. 60 nè. Nhân cho nè 298 nè Đó Nhân cho mở mắt ra nè 1 mũ 6 là khỏi ghi nha 0.3 nè Cộng cho 0.6 mũ 6 Rồi nhân cho 0.3 Cộng cho 0.4 mũ 6 Rồi nhân cho 0.4 đóng ngoặc lại nè rồi nhân cho 8.000 nè bằng nè đó 4.52 nhân 17 nha các bạn đó thì số này đúng nè tương tự như vậy mình tính cho thằng NFM2 thì NFE2 á thì mình có thể là lấy cái thằng uh, NFM1 mình chia cho U ha là 4.52 mình chia cho U u của mình là 2,5 bằng nè đó ra 1,808 coi như 1,81 nhưng 10 mũ 7 nè đó tiếp theo bây giờ mình sau khi mà mình tính được cái NHE và NFE thì mình mới đi so sánh nè các bạn đó. bây giờ ta so sánh NHE trước nha NHE1 mình đi so sánh với lại cái NH0 NHE1 nè, hồi nãy mình tính ra là 56 x 10 mũ 7 nè. Thấy chưa? Và NH0 á, NH0 nè các bạn là 1,71 x 10 mũ 7 nè. Như vậy là thằng này lớn hơn nè. Đó. Tiếp theo, bây giờ mình so sánh NHE2 với là NH02. À, NHE2 nãy mình tính là 2,24 x 10 mũ 7 nè so sánh với NH02, NH02 là 1,37 nhân 10 mũ 7 nè như vậy là thằng này cũng lớn hơn luôn NHE2 lớn hơn luôn rồi tiếp theo ta so sánh à, qua NFE1 với lại NF01 thì NFE1 đây các bạn NFE1 là 4,52 x 10 mũ 7 và NF01 đây nè các bạn NF01 bằng NF02 là 5 x 10 mũ 6 cái này các bạn đổi ra 10 mũ 7 mới so sánh với thằng bên đây 10 mũ 7 được thì đây là 0,5 nhân 10 mũ 7 đó, đây là 0,5 nè đó thì 4,52 so với 0,5 thì thằng 4,52 này lớn hơn rồi nè tiếp theo so sánh NFE2 với lại NF02 NFE2 là đây các bạn 1,81 x 10 mũ 7 và cái thằng NF02 này là 5 x 10 mũ 6 tức là 0,5 x 10 mũ 7 thì thằng này cũng lớn hơn luôn đó và các bạn lưu ý ta xem cái lý thuyết ở cái trang 224 này người ta nói nè khi mà NHE lớn hơn NH0 á, thì ta có lấy nó bằng nhau luôn lấy cho hai này bằng nhau để tính toán giá trị KHL không được lớn hơn 2,4 để đảm bảo điều kiện không có biến dạng dễ bề mặt răng khi làm việc điều đó có nghĩa là số chu kỳ làm việc NHE phải lớn hơn giá trị Nmin. các bạn lưu ý này nha có nghĩa là khi mình tính ra NHE mà nó lớn hơn NH0 á, thì mình cho hai này bằng nhau rồi tiếp theo ta sẽ đi tính cái giới hạn mỗi tiếp xúc và giới hạn uống của các bánh răng các bạn. Thì đây nè, các bạn xem cái bảng 6.13 nha. ở cái trang 223 nè. hoặc các bạn có thể gõ vô là 214 nè. thì cái SMOH lim đó. đây là cái này nè, các bạn. đây cái công thức này là mình tra các bạn đây nè. 2HB cộng 70 nè, thấy chưa? 2HB cộng 70 nè. rồi mình thế cái HB của cái bánh răng của mình bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính ra được thôi đây ví dụ như giờ tôi tính cho cái bánh răng đầu tiên nè đó sigma o h lim 1 nè hai nè nhưng do cái hb của bánh răng 1 là 250 nè cộng cho 70 nè thấy không các bạn thấy công thức không nó ra là 570 đó, tương tự như vậy mình đi tính cho sigma o h lim thì hồi nãy cái hb 2 của mình là 228 nè là mình lấy 2 nhân 228 cộng cho 70 nè nó ra là 526 à, rồi, nhân tiện đây mình đi tính luôn cái sigma OF lim luôn. Thì theo công thức này nè. Ở đây á là uh, trong sách người ta ghi là 1.75 thì chưa chính xác nha các bạn. 1 nó ra là SF nha. Đây là 1.8 nè các bạn sửa chỗ này nè. 1.8 nhân HB nè. Đó, bây giờ mình tính cho cái thằng là sigma OF lim 1 đây. Là 1.8 nhân cho 250 nè. Nó ra là 450 nha các bạn. Đó, bây giờ mình bấm máy tính thử coi. 1.8 nhưng cho 250. Bằng này các bạn, 450 này chưa. Tương tự như vậy, mình tính cho sigma OF lim 2 rồi Lim 2 thì mình thế 228 vô thôi. Bằng nào. 410,4 nè, đó, các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp theo. Mình qua cái bước số 6 các bạn là mình đi tính cái ứng sức tiếp xúc cho phép, xem cái công thức này ở cái trang 225 nha các bạn thì cái công thức này nè các bạn. nếu như cái vật liệu là thép á thì ta có thể sử dụng cái công thức ngắn gọn hơn, đó là công thức này nè là bằng sigma OH lim nhân cho 0.9 nhân cho KHL chia cho SH. Cái công thức phía sau này nè các bạn. Đó. Thì cái phần này các bạn có thể xem thêm ở trong sách cái trang là 222 nha hoặc các bạn có thể xem thêm ở trong sách của thầy chỉnh Chức ở cái trang là 91 ha à, thì những cái quyển sách này tôi để tính kèm dưới cái đường link trong cái phần mô tả cho các bạn để các bạn có thể đào về các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lần lượt tìm các cái hệ số mình ráp vô và mình sẽ tính toán thôi các bạn. Rồi bây giờ á, trong cái công thức này á cái thằng sigma OH lim này á thì mình đã biết rồi nè, mình vừa mới tính ở cái mục trên này nè. Bây giờ mình còn hai thông số mình chưa biết đó là K HL và à, SH thôi bây giờ mình đi tính KHL nè mặt KHL á, nó sẽ tính theo công thức này nè các bạn ờ, sẽ bằng là căn bực MH của NH0 chia cho NHE mà nãy mình vừa mới kết luận hai thằng này bằng nhau nè đó hai này nó cho nó bằng nhau nó thì coi như cái căn này là bằng một hay nói cách khác là cái hệ số KH đây nè KHL nè các bạn đó, nó bằng một luôn rồi nè rồi bây giờ mình mới đi xem coi cái hệ số SH này à bằng bao nhiêu. Thì cái hệ số SH này mình sẽ tra ở cái bảng 6.13 nha. 6.13 ở ở cái cột SH nè mình tra xuống ở đây chính là 1.1 nè. Thấy chưa? À, như vậy là mình có luôn cái hệ số này luôn, 1.1 luôn. Và cái thằng này là 1. Và cái thằng sigma OH lim này nè. Ờ, thì mình thế vô thôi. Bây giờ mình đi tính cụ thể từng cái nè. Đầu tiên mình tính cho cái thằng uh, uh, sigma H1 trước nha. Thì cái OH lim này thì nãy mình tính nè, OH lim của thằng 1 nè là 570 nè. Giờ mình bấm máy tính nha các bạn. 570. Mình nhân cho 0,9 9 Rồi, mình chia cho 1.1. Bằng này các bạn. 466 ft uh, 36 này coi như là 466 ft 4 đi, thằng này đúng nè. Rồi tương tự vậy mình tính cho thằng uh, sigma H2. Thì H sigma 2 thì mình thay cái thằng này nè. Đó, thay cái thằng này là bởi cái uh, H2 thôi. Đây thằng này nè. 526 này các bạn. Đó. Thì mình bấm máy tính coi. 526. Đây này các bạn. Bằng nè là 430,36 coi như 430,4 ha. À. Đó, như vậy khi mà mình à, tính ra hai thằng sigma h1 và sigma h2 á, mình sẽ lấy một trong hai cái này mình sẽ lấy cái nào thấp hơn. Ở đây ta thấy cái sigma h2 thấp hơn nè. Cho nên mình lấy cái thằng này ha để tính toán. Nha. Tiếp theo. Rồi các bạn lưu ý à, nếu như á, mà bánh răng nghiêng á, thì à, ta phải à, đi tính cái thằng à, giá trị trung bình ha, à, có thể tính bằng công thức trên này. À, công thức này các bạn có thể xem ở cái trang 225 nha đó, hoặc là có thể tính gần đúng bằng công thức này đó, có thể tham khảo thêm trong sách của thầy chính chức á, ở cái trang 95 á, à, cái thằng này nó hơi khác một chút thằng này là chia cho hai tức là chỗ này là 0,5 ở bên này là 0.45 nó này tính gần đúng mà cho nên nó hơi khác một chút thôi cũng không sao à, mình sẽ qua cái bước thứ bảy là mình đi tính cái ứng sức uống cho phép thì theo công thức này nè ứng sức uống cho phép á nó sẽ bằng là sigma OF lim chia cho SF và nhân cho KFL thì cái phần này ở lý thuyết mình có thể xem cái trang 226 nha các bạn mình sẽ đi tìm các cái thông số mình ráp vào ha rồi ở đây sigma OF lim này thì mình có rồi nè mình đi tìm hai thằng này nữa thôi đó là KFL và SF đó, thì các bạn xem cái phần lý thuyết ở cái trang 226 nè KFL là gì là hệ số tuổi thọ và SF là gì SF là hệ số an toàn trung bình thì cái này SF này mình tra ở các bạn 613 đây các bạn này này các bạn nha đây nó nằm ở cái cục cuối cùng là SF đối với tùy cái loại vật liệu của mình là đối với loại vật liệu trong cái bài tập này là nó tra ra là 1,75 nè các bạn nha cái SF của mình là 1,75 nè nha ở trong tài liệu này nó là hai là chưa chính xác nha 1,75 nè đó cái thằng KFL này thì cái KFL này các bạn dê uh, lui nè đây nè các bạn thấy không KFM nó bằng một luôn nha đó. rồi mình có đầy đủ số liệu mình ráp vô thôi các bạn à, bây giờ cái thằng này nha Sigma OF Lim 1 thì mình đã tính ở phía trước rồi nè đây các bạn Sigma OF Lim 1 nè là 450 nè ở cái mục số 5 nha các bạn có thể quay lại mục số 5 để coi nha đó, mình chia cho SF nè là 1.75 Còn KFL này bằng 1 rồi Rồi mình bấm máy tính thử coi 450 Mà chia cho 1.75 các bạn 1.75 Bằng nè 257.14 nè Đó, thấy chưa Tiếp theo mình đi tính cho số 2 coi Hàng số 2 á, là Sigma OF-2 Mà Sigma OF-2 hồi nãy mình tính ở 1 số 5 nó ra là 410.4 nè Vậy là mình lấy 410 4 nè. 410 4 nè. Mình chia cho 1.75. Bằng nè. 234 5 nè. 234 ft 5 nè đó. Rồi tiếp theo cái bước thứ 8 đó là mình đi à uh, tính cái uh, CBD các bạn. Thì uh, để tính cái uh, CBD này nè mình sẽ tính theo công thức này đó là CBA nhân cho U cộng 1 chia cho 2 mà cái công thức này các bạn có thể xem ở cái trang 231 nha rồi trong công thức này á nó có cái thằng CBA này nè mình chưa biết nè bây giờ mình phải đi tìm cái thằng CBA này và thằng U Đã. thằng CBA này á, giờ mình sẽ tra ở cái bảng 6.15 này các bạn, các bạn đây nè mình dựa vào cái gì dựa vào vị trí bánh răng đây cái sơ đồ uh, lắp của mình là như thế này thì cái cặp bánh răng mình nó nằm ở đây đó cái cặp bánh răng của mình nó là đối xứng ha đối xứng với cái ổ nè đó hai cái ổ này nó đối xứng giữa nè cho nên là mình chọn cái dòng là đối xứng là vị trí đối xứng nè còn nếu như trường hợp bên đây nè các bạn giả sử một cái hộp uh, giảm tốc nào đó nó cái giống kiểu này thì nó không có đối xứng nè đó thì mình sẽ chọn dòng dưới đây thì là không đối xứng đó thì đối với cái kiểu đối xứng á là cái CBA này á nó chạy từ 0,3 đến 0,5 như vậy là gì à, mình sẽ xem coi trong cái dãy tiêu chuẩn đó từ 0,3 đến 0,5 nó có con số 0,4 nè đó thì mình chọn ha chọn 0,4 ở đây người ta cũng chọn 0,4 nè rồi tiếp theo cái U à, cái U thì các bạn xem dưới đây U á, ở trong cái bộ truyền của mình nãy giờ tính á U của mình là 2,5 nè đó, như vậy là mình có CBA và mình có U rồi Mình bấm máy tính thôi Ở đây là, để bấm máy tính cho các bạn xem nha 0.4 là nhân cho Ở đây U là 2.5 Cộng cho 1 là 3.5 Cho nó nhanh nha, nhân cho 3.5 Bằng nè, chia cho 2 nè Bằng nè Đó, bằng 0.7 nè 0.7 Tiếp theo đó là Mình sẽ đi tra cái bảng à, 6.4 để mình tìm cái hệ số k beta và k beta các bạn đây cái bảng 6.4 nè đầu tiên mình tìm cái k beta trước thì k h beta này mình dựa vào cái thằng cbd vừa máy tính này là 0.7 nè các bạn đây cái cột này hệ số cbd nè mình tra qua đó cái kiểu nè là đối xứng ổ nè này đúng không và dựa vào cái độ cứng hb này nhỏ hơn 350 nè đó mình tra xuống nè ở đây người ta tra ra là 1.02, lý do nè các bạn. Ở đây á là 0.6 á, thì nó tương ứng với 1.01 mà 0.8 thì nó ứng ứng với là 1.03. Của mình là 0.7 đó mình chia đôi nó ra các bạn 0.7 nè. Là mình lấy 1.03 cộng cho 1.01. Mình chia 2 ra nó nằm giữa nè. Đó là 1.02 nè. Đây. Đó, tương tự như vậy mình đi tra cái thằng KFb này nè. Thì KFb này ha thì các bạn kéo kéo, kéo xuống các bạn phía dưới nè. Cũng tương tự như vậy dựa vào cái thằng à, CBD là 0,7 nè đó, và các bạn tra qua đây thằng này các bạn à, cũng lấy hai này cộng lại chia đôi à, 0 0,05 cộng cho 0,02 chia đôi nó là 0,035 coi như đó mình làm tròn là 0,04 đó rồi tiếp theo là các bạn Bây giờ mình qua cái phần à, thứ 9 nha các bạn Đó là mình đi tính cái khoảng cách trục à, của bộ truyền Thì à, cái khoảng cách trục của bộ truyền là A kép nè Tính theo công thức này Nó bằng 50 đó, nhân cho U cộng 1 Nhân cho căn bậc 3 của cái cụm này thì các bạn có thể xem cái phần lý thuyết ở cái trang 231 à, hoặc là các bạn có thể à, nhập vào là 222. Đây nè các bạn. Đây các bạn nhập 222 vô. Đó, đây là cái công thức mà tính cái khoảng cách trục nè, ở công thức là 6.67 đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi à, tìm lần lượt các cái thông số để mình thế vào. Đầu tiên á, là u mình biết rồi nè, là 2,5 5 nè. Thấy chưa? À, cái T1 T1 thì mình biết rồi ha, 181385 và cái thằng KHB KHB này mình đã tra rồi ha ở phía trước đó các bạn có thể xem lại nha. Là 1.02. thằng CBA này mình cũng biết rồi là 0.4. À cái sigma H cho phép này á thì ở đây mình sẽ tính có hai cái nè, đó là sigma H1 và sigma H2. Thì mình sẽ uh, lựa chọn cái Sigma H nào mà nó nhỏ hơn để tính nha. Đây là cái thằng Sigma H2 nó nhỏ hơn nè. Là 430.4 nè. Còn thằng Sigma H1 là 466.4. Vậy mình chọn cái thằng Sigma H2 nha. Rồi mình sẽ bấm máy tính cho các bạn xem. Đây mình gáp vô đây nha. Mình có nè. 50 nè. nhưng nè. Ở đây 2.5 cộng 1 là 3.5. Rồi. Nhân cho căn bậc 3 các bạn ha, căn bậc 3 nè. căn bậc 3 của cái tỷ số này là 181385 nhân cho 1,02 rồi chia cho là 0,4 nhân cho 430,4 bình phương và nhân cho u là 2,5 đó bằng nó ra là 174,9 này các bạn ha đúng nè như vậy là gì cái a mình tính ra là 174,9 thì mình sẽ tra cái bảng tiêu chuẩn này nè các bạn nha cái bảng này nó nằm ở cái trang 231 luôn đó, và ở đây nó có hai dãy ha là dãy 1 và dãy 2 thì mình ưu tiên ha cho dãy 1 đó thì mình gần gần ha, tra cái thông số nào gần với 174,9 nè. Ở đây ta có 160 và 200. Rồi vậy mình chọn cái 200 nè. Tiếp theo. Mình qua cái bước thứ 10 các bạn. Sau khi mà mình chọn được cái AV kép này bằng 200 rồi á, mình sẽ tính cái mô đun răng. Thì mô đun răng tính theo công thức này nè, M là từ 0,01 cho đến 0,02 nhân cho AV kép. Ở đây AV kép của mình là 200 mình nhân vô thì cái module của mình nó dao động trong khoảng là từ 2 đến 4 ha từ 2 đến 4 thì ở đây mình chọn theo tiêu chuẩn á thì mình chọn là M bằng 4 Ha à, như vậy là à, mình có được cái mô đun rồi bước tiếp theo mình sẽ đi tính tổng số răng các bạn thì theo công thức á, tổng số răng là z1 cộng z2 nè nó sẽ là bằng 2 avk m thì cái công thức này các bạn có thể xem ở cái trang là 232 nha hoặc là các bạn có thể nhập vô là 223 đây các bạn nhập vô 223 đó, đây công thức M này các bạn đây à, ở đây á A V kép của mình là 200 nè Đó, 200 nhân 2 là 400 M mình là 4 rồi 2 là 400 chia 4 rồi ra 100 nè như vậy là Z1 cộng Z2 sẽ được là 100 răng rồi từ cái công thức này nè các bạn mình sẽ suy ra nè ở đây á các bạn nhìn nè Z1 cộng Z2 đúng không theo lý thuyết mình học á Z2 nó sẽ bằng U nhân Z1 vậy chỗ này là U nhân Z1 nè và Z1 thì mình đặt Z1 ra làm nhân tử chung đây nè các bạn vậy ở trong này là 1 cộng cho U nè Thấy chưa? 1 cộng cho U á, nó sẽ là bằng 2A V kép Mình mong muốn là gì? Mình đi tìm Z1 nè. Đó thì mình giữ Z1 rồi nè. Mình chuyển cái thằng này qua đây. Đó các bạn chuyển cái thằng 1 cộng U này qua đây nó nằm dưới mẫu nè. Cho nên Z1 nó sẽ bằng là Z1 cộng Z2 mà chia cho 1 cộng U. Mà Z1 cộng Z2 là mình biết nè. Là 100 nè. Ở, ở phía trên này là 100 nè. Thấy chưa? Cái tổng đó, và dưới đây chia U cộng 1 là 2,5 cộng 1 là 3,5 vậy là mình tìm ra được cái z1 của mình là bằng 100 nè đúng không chia cho uh, 3 3,5 nè là 2,5 cộng với 1 đó bằng nè đó nó ra khoảng là 28,57 đó coi như 28,6 là mình lấy uh, số răng của bánh răng thì nó không có lẻ được đúng không là mình lấy chẳng 28 răng nè ha khi mình lấy chẳng 28 răng rồi mà tổng số răng Z1 cộng Z2 100 răng. Vậy cái Z2 sẽ bằng 100 trừ đi 28 là ra 72 răng nè. Mình tính được Z1 Z2 rồi mình sẽ đi tính lại cái tỷ số truyền mới các bạn ha. Cái này thì thường người ta gọi là UM nè, đó tỷ số chuyện mới. Thì nó bằng Z2 chia Z1 là bằng 72 chia 28. Mà 72 chia 28 nó ra bao nhiêu? 72 chia 28 nó ra là 2.57 nè à, sau khi mà tính được cái z1 z2 và m rồi rồi á mình đi tính các cái thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng của mình thứ nhất là đường kính dòng chia ta có d1 bằng z1 nhân m nè z1 bình 28 m là 4 nè 28 nhân 4 ra 112 nè và đường kính vòng chia của bánh 2 nè d2 sẽ bằng z2 nhân m mà z2 của mình là 72 nhân m là 4 72 nhân 4 ra 288 rồi đường kính dòng đỉnh là DA1 sẽ bằng D1 cộng cho 2M là D1 là 112 vừa mới tính trên đây đó, cộng cho 2M 2 nhân cho M là 4 đúng không? là 24 là 8, cộng ra là 120 tương tự như vậy mình tính cho cái đường kính đỉnh của bánh 2 DA2 sẽ bằng D2 cộng cho 2M mà D2 mình tính đây 288 cộng cho 2M là 2 nhân 4 là 8 288 cộng cho 8 ra là 296 rồi mình uh, tính lại cái khoảng cách trục ha. A này sẽ bằng M nhân với 1 nhân cho 1 cộng U chia 2 Mình lấy là 4 Đây các bạn bấm máy tính ra 4 nhân cho Z1 là 28 Đúng không? Rồi nhân cho U của mình á Mình vừa mới uh, tính lại nè Đây 2.57 nè các bạn U mới nha 2.57 nè Mà mình cộng 1 Rồi chỗ này là uh, 3.57 Thấy chưa? Bằng nè rồi mình chia hai này các bạn đó nó ra là 199,92 coi như là làm tròn là bằng 200 đi cũng được nha rồi chiều rộng vành răng à, đối với bánh bị dẫn á, tức là B2 sẽ bằng CBA nhân cho A mà CBA là 0,4 nhưng A là 200 đó, nó ra là 80 và bề rộng của bánh dẫn tức là bánh số 1 đó thì thường bánh chủ động bánh số 1 nó sẽ lớn hơn bánh bị động một chút ha. À, ở đây cụ thể là người ta sẽ cho lớn hơn ha, là 5 ly nè thì người ta lấy cái bề rộng của bánh bị động bánh số 2 đó người ta cộng thêm 5 nè lấy 80 cộng 5 nó ra 85 nè đó tiếp theo mình sẽ đi tính cái vận tốc vòng của bánh răng thì theo công thức là V sẽ bằng BD là 1 chia cho 60.000 ở đây bi mình biết rồi D1 là mình vừa mới tính hồi nãy nè là 112 nè N1 là 298 nè đó mình chia cho 60.000 ở đây mình bấm máy tính thử coi là 3,14 nhưng cho 112 rồi nhân cho n là 298 rồi bằng nè chia cho 60.000 60.000 bằng nè nó ra 1,75 đó 1,7466 coi như 1,75 rồi tiếp theo các bạn là mình dựa vào cái bảng 6.3 để mình xác định cái cấp chính xác thì bản đề bằng 6.3 này các bạn có thể xem cái bảng này ở cái trang là 204 hoặc các bạn gọi với 195 nha Đây 195 Enter nè Đó cái bảng này bảng 6.3 này các bạn Thì bảng này giúp mình ha Xác định được cái cấp chính xác Thì đây các bạn nhìn nè Do cái vận tốc của mình tính ra này nè Là 1.75 á thì và bánh răng của mình á là bánh răng trụ nè mà bánh răng trụ răng thẳng đó nè mình dò theo cái già dòng này đó. và của mình là dưới dưới 3 m trên dây nè thì mình dò lên đây là cấp chính xác của mình là cấp 9 nhưng mà mình chọn cấp chính xác là cấp 9 nè đó, tiếp theo à, mình sẽ đi tìm cái hệ số tải trọng động thì dựa vào cái bảng 6.5 này các bạn à, đối với bánh răng trụ răng thẳng này thì cái bảng này các bạn có thể xem ở cái trang 211 nha hoặc à, các bạn có thể gõ vô là 202 đó à, thì đầu tiên mình đi tìm cái gọi là KHV trước đây cái cột ở đây nè các bạn KHV nè mình dựa vào cấp chính xác là cấp chính của mình nè chưa? Và dựa vào cái độ cứng của mình là nhỏ hơn 350 nè mình dò vào đây. Ở đây là cái vận tốc nè, đó vận tốc của mình là 1.75 nè. Đó nó gần cái này mình dò xuống. Ở đây nó ra là 1.06 nè. Đó cái này nha các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình đi tra cái KFV. KFV thì các bạn tra bên đây. Nè KFV nè. Nó cũng dựa vào vận tốc là 1.75 nè. Đó là gần gần 1 nè. Mình dò xuống đồng thời dựa vào cấp 9 và cái độ cứng là nhỏ hơn 350 do đây là 1 phút 11 nè đó 1 phút 11 nè như vậy là ta đã tra ra được là KHV và KFV tiếp theo mình đi uh, tính toán kiểm nghiệm giá trị ứng sức tiếp xúc thì để tính toán kiểm nghiệm giá trị ứng sức tiếp xúc á, thì mình sẽ tính theo công thức này sigma h sẽ bằng zm nhân cho zh nhân cho z epsilon chia cho dvk1 nhân cho căn bậc hai của cái cụm này Đó thì cái này các bạn có thể xem thêm ở trong tài liệu nha ở cái trang là 228 và ở đây mình sẽ đi tìm các cái hệ số này để mình ráp vào công thức này mình tính cái sigma h thì đầu tiên cái zm này nè là hệ số kể đến cái cơ tính của vật liệu thì zm này có thể tính theo công thức là 6.56 này nè đó theo công thức này và các bạn lưu ý nếu mà cái cặp vật liệu mình đều bằng thép hết á thì cái hệ số đun đàn hồi này nè E1, E2 nó bằng nhau là 2 phút 1 nhân cho 10 mũ 5 MPa nè Đó Và cái thằng Mi 1, Mi 2 này bằng 0 3 thì Người ta tính sẵn cho mình, người ta gáp đây, người ta tính sẵn luôn là nó ra khoảng là 275 ha, Có một số tài liệu nó uh, tính ra là 274 Thì uh, cái ZM này coi như mình biết nè Bây giờ tiếp theo cái thằng uh, ZH ZH nè các bạn thì à, nếu mà cái cặp bánh răng không dịch chỉnh á, x1 x2 bằng 0 á, thì lúc đó cái góc alpha à, và góc alpha v này nó bằng 20 khi đó mình có thể chọn cái zh này là 1,76 này các bạn zh bằng 1,76 nè thấy chưa đó, cái này các bạn có thể đọc thêm trong cái phần lý thuyết ở cái trang là 230 nha đó, như vậy là zh mình có nè rồi tiếp theo mình đi tìm z epsilon z epsilon á, thì mình sẽ tính theo công thức này nó bằng căn bậc 2 của 4 trừ đi epsilon alpha chia 3. Cái này các bạn xem ở cái trang 230 nha. Đó mà cái epsilon alpha là gì? Nên là hệ số chung khớp ngang có giá trị là từ 1.2 đến 1.9. Nếu lấy epsilon alpha này bằng 1.2 á, cái Z epsilon này nó sẽ bằng 0.96 nè. Đây, các bạn thấy không? 0 nè. À nếu vật liệu của ta bằng thép, cái này các bạn có thể đọc thêm ở trang là 230 nha. Rồi như vậy là cái Z epsilon này có nè cái DVK1 thì DVK1 của mình là bằng 112 nè, đó 112 nè. Rồi, mình sẽ đi tìm thêm một số cái thông số trong đây nữa. T1 nè, T1 thì ở cái trang 116 á thì các bạn có được cái thằng T1 này biết rồi, 181385 nè, đó. Thì T1 này có nè. KH beta thì KH beta này hồi nãy mình đã tra nè, 1.02 nè. Thấy chưa? 1.02 nè. Tiếp theo KHV, KHV mình cũng tính rồi nè. 1.06 nè thấy yeah. à u thì mình biết rồi đúng chưa u là 2,57 nè rồi bv kép à, -V kép thì các bạn xem ở trang 230 nè bv kép sẽ bằng uh, cbd nhân cho dv kép một nè mà cái thằng CBD này mình tính hồi nãy là 0,7 nè Mình nhân cho uh, kép 1 là 112 Nó sẽ ra là 78,4 nè Đó cái chỗ này nè bv kép nè Là 78,4 nè Rồi U là 2,57 Bây giờ mình sẽ bấm máy tính cho các bạn xem nha. Đầu tiên nè. Là 275. 275 nè. Nhân nè. Cho 1,76. 1,76 chính là ZH đó các bạn. Rồi nhân cho 0,96. 0,96 chính là Z epsilon đó. Rồi chia cho 112. Tức là kép đó các bạn. Rồi nhân cho căn bậc 2. Rồi cái tỷ số này. 2 nè nhân cho 181385 chính là T1 đó các bạn. Rồi nhân cho KHB nãy nè là 1,02 rồi nhân cho KHV là 1,06 nè. Thấy Rồi nhân cho ở đây U cộng 1 U của mình là 2,57 đúng không? Cộng cho 1 là 3,57 rồi 3,57. Đó là xong cái cụm ở phía trên. Rồi cái mẫu nè là nhân cho bvk bvk hồi nãy mình vừa mới tính dưới đây nè các bạn là 78,4 nè nhân cho cái thằng u thằng u nè là 2,57 bằng đó là 345,84 thấy yeah. chưa 345,84 nha các bạn đó rồi ở đây mở rộng thêm một tí nè các bạn các bạn có thể xem thêm ở trong sách của thầy chỉnh chức á thì cái công thức này nè đó người ta có thể viết gọn cái KHB KHV này nè người ta cứ viết chung là KH thì nếu mà KH á, cái chỗ này nó còn thêm một cái nữa đó là cái KH alpha nữa nha các bạn đó, thì các bạn có thể đọc thêm cái quyển sách của thầy Trịnh Chức ở cái trang là 106 để để hiểu thêm cái phần này rồi tiếp theo là mình đi tính cái hệ số dạng răng IF thì đối với bánh dẫn á, IF1 á, sẽ tính theo công thức này đây các bạn đây nè công thức của mình nè là 3,47 cộng cho 13,2 chia cho ZV trừ cho 27,9 nhân x chia cho ZV cộng cho 0,092 x bình phương. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, do cái bánh răng mình không có dịch chỉnh đó, cho nên coi như x này bằng 0, x này bằng 0 coi như nguyên cái cụm phía sau này bỏ. Đó, à, mình chỉ lấy cái cụm phía đầu thôi. Mà bánh răng mình là bánh răng trụ răng thẳng nữa cho nên là cái ZV với Z nó bằng nhau. Chỗ này á, ví dụ mình tính cho bánh 1 á, AF1 á thì chỗ này là dít một luôn. cho à, nên cái cụm này à, bây giờ mình thế số vô thôi. Đây bấm máy tính nè. 3,47 cộng cho cái tỷ số là 13.2 mà chia cho 28, đó bánh răng 1 có 28 răng. Nó ra là 3.94 nè. Rồi đối với à, cái à, bánh số 2 Thì cái số răng là 72 Xem coi bằng bao nhiêu 3,65 à, 3,65 nha các bạn Đó Tiếp theo ta mới đi ha, gọi là à, So sánh độ bền Của các bánh răng Thì à, đầu tiên là, là bánh dẫn nè Mình sẽ lấy Sigma F1 Cho phép chia cho IF Thì ở đây Sigma F1 là hồi nãy mình đã tính rồi nè các bạn Là nha hồi nãy mình tính ra là 257,14 nè đó, mình chia cho cái IF1 IF1 mình vừa mới tính hồi nãy đây 3,94 nè đây mình bấm máy tính coi 257,1 mà chia cho 3,94 3,94 bằng nè 65,25 nè đó rồi tiếp theo bên đây rồi bên đây là sigma F2 cho phép và sigma F2 cho phép là 234,5 mà chia cho cái thằng này các bạn chia cho thằng này nè 3,65 nè bấm máy tính thử ra, 234,5 chia cho 3,65. Enter. Đây nó ra là 64,24 nè. Rồi ok. Đó, các bạn thấy không? Thì các bạn có thể đọc thêm cái phần công thức này ở cái trang là 236 nha. Rồi cái bước kế tiếp đó là mình đi tính cái ứng sức uống. Thì cái ứng sức uống á, mình sẽ tính theo công thức này các bạn. Sigma F2 sẽ bằng 2 lần. IF2 nhân cho T1 nhân cho K F beta nhân cho K Fv. và chia cho DV1 nhân cho BV nhân cho M thì mình sẽ đi tìm tất cả các thông số này mình thế vô thôi thì ở đây cái IF2 mình đã tính được rồi hồi nãy bên đây là 3.65 nè đó thấy chưa IF2 nè có nè nên ở đây mình đang tính cho thằng F2 nè các bạn T1 là có nè 181385 nè rồi cái KF beta này nè các bạn nha là mình xem lại cái mục số 8 nha các bạn các bạn quay trở lại mục số 8 à, kf beta mình tra ra là 1,04 nè một cái kfv này mình vừa tính hồi nãy á, là 1,06 nè các bạn nha đó, chỗ này 1,06 nè thằng dvk1 này 112 nè thằng bu này là 78,4 nè đó, đây bu 78,4 nè thì nó bằng cba nhân cho dvk1 nè

78.4 ml là mô đun nè 4 nè bằng nè 41 là 55 này các bạn à, 41 55 nè như vậy là mình tính được cái Sigma F2 là 41 55 mình mới đi so sánh với lại cái Sigma F2 cho phép nè là 199.5 nè đó 199.5 và cái này các bạn xem lại cái mục số 7 mình đã tính ở cái mục số 7 nha các bạn như vậy là thả nè cái độ bền uống là thả nè rồi như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện à, tính toán xong cái bộ truyền này nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin ra, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau